Là nó đời nó sắp cùng tột rồi, nói rõ nói ra hết để cho mình biết là mình lo tu hành, con đường nó sắp cùi cùng. Cho nên ông nói bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ. Cho nên ông không còn lâu nữa. Năm dần nhiều nỗi bơ vơ. Hồi nãy ông nói năm dần đó là cái năm 2021 đó. Năm dần này nhiều nỗi. Nhiều nỗi bơ vơ. Nhiều nỗi lắm. Nhưng mà ý ông nói á, quý vị biết coi cái năm dần, cái năm 22 này đó là phải nhiều nỗi không? Nghĩa là tất cả thế giới này nó xáo trộn hết, nhiều nỗi lắm, bơ vơ. Nhưng mà ông nói bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng, bước qua năm mẹo này như cuồng tơ mà rối gỡ không có được đâu. Nha. Lần lần đi tới. Nhưng mà ý ông nói năm mẹo tháng mẹo chưa buồn. Năm mẹo là cái tháng mẹo là tháng 2, chưa có buồn. Nhưng mà ý ông muốn ám chỉ năm mèo tháng hợi mới lị tuôn dầm về. Tháng hợi là tháng 10 mà lị tuôn đây là khóc rồng á. Tới tháng 10 khóc rồng. Vợ chồng sánh đôi, cảnh Phật có Chúa có tôi, không sanh không đẻ nối ngôi Phật trời. Đó là qua những lời tiên tri của ông ba, ý ông nói đó. Đầu tiên đó, ông nói anh em đừng cười tôi quê. Nhưng mà ông nói đó, đây là nói thật. Khỉ mà cởi rắn, con dê cởi rồng. Khỉ ở đây muốn nói cái năm 28 là năm khỉ. Cởi rắn là cái năm tỷ, cái năm 25. Cởi là nó đi trên con rắn. Con dê là năm 27, cởi rồng là cái năm 24. Thì trong cái dòng này đó, ý ông nói muốn nói từ cái năm 24, 25 lên tới cái năm 27 và 28 đây đó, thì tới phong thần, tất nhiên là tới, nghĩa là chấm dứt tới cuối của năm 28 đây đó, là bình trở lại. Bình trở lại trong cái dòng này phong thần. Cho nên á, một khi lộn lạo vợ chồng, sơn duyên hiệp nhãn mà vợ chồng sánh đôi, cảnh Phật có Chúa có tôi, không sanh không đẻ nối ngôi Phật trời. Đó là cái câu của ông ba ông sẽ nói vậy. Thì qua những cái lời đó, trong cái đoạn mà sắm giờ cuối cùng đó, thì ông ba ông nói á, tam thinh tiêu hết sử kinh, nhất sinh tiêu sạch bình minh Phật còn, cửa Phật hơn 10 Sài Gòn, trân châu bửu ngọc sánh còn, nôm na tới đó Bồ Tát ngài gia trăng dân một cõi mà quốc gia phép tài. Đó là qua những cái câu á như vậy đó, qua những cái câu vừa rồi đó của ông ba ông tiên tri đó, nhiều qua đạn đó, mà ông ba ông nói đó, mèo con dở chạy thình lình, mèo mẹ gia thế mà đói hình trị an. Con mèo con á dở chạy thình lình, con mèo mẹ gia thế đói hình trị an. Mà con mèo mẹ đây là năm 23 đó quý vị. Năm 23 là con mẹ, năm con mèo nghe, mà quý mèo nghe. Đó, mèo mẹ gia thế đói hình trị ban, kỹ dậu hai tiếng nói gian. Người điều nghe trết mà không tan tiếng nào, ruột thật dân dở ào ào. Mèo mà bắt rắn mà chỗ nào cũng hay, mèo mà bắt chuột chỗ nào cũng hay. Trước đèn lập sách tà tay, thiên cơ Phật định mà Phật hay vô cùng. Đó là những lời ông ba ông cũng nói như vậy. Thì tôi nhận xét ở đây đó, khi mà xảy ra đầu tiên phải là ngay cái Tết, mà Đức Thầy nói trong những cái bài thi đó, trong cái bài đốt pháo sưng, tôi xin nhắc lại, ông nói lẹt đẹt rồi đây lẹt đẹt đùng, đùng đùng lẹt đẹt nổ lùng tung lúng túng dân ta túng, ngao ngán cho sưng lão phát khùng. Rồi ông nói sưng sang ảm đạm ánh dư mờ, sưng sam là qua cái sưng, ảm đạm là buồn bã, mà ánh dư mờ là gặp cái buồn bã. Nhưng mà giờ này đó, cái giờ là nó sẽ xảy ra dữ dội. Mà Đức Thầy nói á, thề quyết một lòng chẳng bỏ ngơ, có sông có núi cùng cây cỏ, độ tận chúng sanh khỏi dại khờ.
Đức thầy mà thầy, thầy nói thề quyết một lòng chẳng bỏ ngơ, có sông có núi cùng cây cỏ độ tận chúng sanh khỏi dại khờ. Đức thầy mà thầy nói lòng ta gặp cảnh rối như tơ giò, lúc này rối rồi, gan ruột phổi phèo một bụng to, cả vũ trụ càng khôn thầy biết trước hết, nhưng mà giờ này còn đụng vô còn gặp rối như vậy, lo hoài lo mãi không sao xiết, tiên cảnh chúa tôi vẫn hẹn hò. Thầy họ bên tiên cảnh chúa tôi vẫn hò hẹn, hò hẹn Phật tiên hiệp một ngày, một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tam cõi điều hòa mặt, ta mới thảnh thơi chở gót hài. Vậy gót hài muốn chở phải làm sao? Thầy kêu gọi mình đó, đạo đức thâm sâu phải bước vào. Thầy kêu gọi phải lo râu, sớm chiều lo liệu rèn tâm trí, nguyện tưởng Phật trời thỏa ước ao. Đó là qua những cái câu thầy cũng kêu gọi và thúc giục. Thầy cũng muốn nói về cái phần tới cái giờ cuối cùng mà sẽ xảy ra. Nhưng mà đó, như vậy đó, tôi nghĩ ở đây đó, cái xuân này đó, cái xuân của năm Thìn, năm Giáp Thìn 24 và Ất Tỵ 25, nó sẽ trải qua, nó sẽ bước vào cái giai đoạn này. Tôi nghĩ như vậy. Đầu tiên á, nó sẽ xảy ra nay này, mà nó đi tới giờ cuối á, thì tôi xin nhắc lại qua những cái sấm truyền của Phật Thầy đó. Sấm truyền của Phật Thầy đó, năm thân nhiều việc rất gai. Ông nói năm thân luôn, mà năm thân 28, hội về bảy núi cát bay mệt trời, hết trong hết tưởng việc đời, vua ra cai chỉ mà dân thời tiêu diêu, chết thôi chết rất là nhiều, hội nhau cục tỉnh cũng tiêu một giờ, gom nhau như cá chạy cờ, dường như chẳng khác con khờ không cha. Ông nói năm thân mà ông nói từ rằm cho tới tháng 3, người không có ngớt khóc la trong nhà, hết thân rồi đến niên gà, hết năm thân 28 đến niên gà là do 29, hết trong thờ phượng ông bà mất công, 10 phần hết 7 rõ ràng, tới đây là ông nói 10 phần là chết hết 7 rồi, rõ ràng, chọn đi lỡ lại sảy sàng rất hung, thầy tu giữ dạ liệu dùng, thầy tu nhất trí buộc ràng tâm linh, đó là qua những cái câu sấm truyền của Bậc Thầy. À, ông cũng nói đoạn khác, ông nói bước qua thân nọ coi chừng ngạc ngư, mà bước qua thân nọ đó là muốn nói qua dậu, coi chừng ngạc là xấu, chữ ngư là cá, con cá xấu là muốn nói ông Năm Trèo xuất hiện ngay chỗ này, từ cái giai đoạn này. Cho nên á, thôi bây giờ trở lại ông ba ông nói đó, của tiền tích trữ kinh sử không soi, không coi, nghĩa lý không soi, lâu coi quên hết, lập lời câu kết, ăn Tết coi chơi. Ông cam đoan ngay cái Tết, ông ba ông cam đoan. Hồi nãy Đức Thầy nói trong cái bài Đố Pháo Sưng cũng ngay cái Tết. Nhưng mà bây giờ ông ba ông nói, tôi cũng xin nhắc lại, của tiền tích trữ kinh sử không soi, không coi, nghĩa lý không soi, lâu coi quên hết, lập lời câu kết, ăn Tết qua chơi. Tuy sống ngày nay thương thai mai thác, gặp tôi nói khác cô bác chẳng khùng, chẳng dùng, chê nói tầm khùng dở mùng thấy Chúa. Dở mùng thấy Chúa là ra bước qua mùng, là thấy Chúa là thấy vua. Đó là qua những lời ông ba ông tiên tri như vậy. Nhưng mà mặt khác, ông cũng nói thêm, ông nói ra mặc áo bó mình, thiên đình xử hết, người lầm mà chết Phật hết, dạy dân nhiều việc lăng xăng không căng mà chết, lập lời câu kết ăn Tết coi chơi. Ông cam đoan cũng như bây giờ ông nói, tôi lập lời câu kết, tôi cam đoan với tất cả quý vị ăn Tết đây rồi coi. Đó là qua những cái câu này, ý muốn nói cam đoan ngay cái Tết. Thì qua những cái lời của ông ba và tất cả kinh sấm, tôi cũng xin nhắc lại, xương qua cái giai đoạn hồi nãy ông ba nói mèo con dở chạy sình lình, mèo mẹ ra thế đói hình chị An đó, cũng nói ngay cái muốn nói năm mèo, kỷ dậu hai tiếng nói gian, người đời nghe hết không tan tiếng nào, chuột Phật dân dở ào ào, mèo mà bắt rắn chỗ nào cũng hay, trước đèn đạo giữ sách tà tay, thiên cơ Phật định Phật hay vô cùng. Đó là qua những cái lời ông ba cũng nói đó. Như vậy đó, thì ổng cũng nói qua những cái câu
để coi cọp nọ quá rồng, để coi cọp nọ ra quá rồng, sâu nằm đáy biển mà ngựa hồng lên mây. Một liên đây lại một cây, nhan hồi bất hạnh mà xuất ngay thần đồng, nào hay rắn nọ lộn rồng. Mà rắn ở đây tôi muốn nói trở lại là 5 tỷ đó quý vị. Rắn nọ lộn rồng, rồng là năm thìn, rồng đà lộn rắn, có chồng như không, cha già luôn những đợi trong, chừng nào lập hội không trong năm này. Đó là ông ba ông cũng quyết định là ngay như vậy. Từ cái qua giai đoạn này mà sấm truyền cũng nói, qua giai đoạn này, trong cái dòng này, bây giờ tôi xin nhắc lại Đức Thầy đó, Thầy phân ra trong cái bài Thiên Lý Ca đó, tại sao mà đặt cái tựa là Thiên Lý Ca? Chữ thiên là trời, chữ lý là lẽ, chữ ca là ca tụng lý lẽ của trời, nhưng lực lẽ trời định như thế nào đó, Thầy dòm viết trong cái bài Thiên Lý Ca này. Cho nên cái bài Thiên Lý Ca này á, Thầy nói năm lần thân dậu á, tôi cũng xin nhắc nêu lên tôi sự hiểu biết của tôi. Đầu tiên đó, Thầy nói cái mốc này tôi tính là hầu đệ nhị thế chiến năm 45 đó. Đến thân dậu thánh thần náo động, chữ đến là vào đầu tiên. Thân dậu, thân 44, dậu 45, thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trống ruộng quan. Chữ thảm là khổ, mà cho trần là chúng sanh, mình nhà bỏ trống mà ruộng bỏ quan. Tiếng than lị ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập sớm làng còn chi. Mấy khuyên sanh chúng ráng ghi mối đạo, khuyên sanh chúng là khuyên mình đây, ráng ghi nhớ cái mối đạo, lòng hằng lo ngay thảo nghe con. Tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân. Trong một giáp ân cần suy tính, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Đến nay là buổi khoa tàn, minh quân chức thế mới khắp tràn thánh thơi. Chừng nào minh quân là ông vua sáng á, sức tại thế gian mới khắp tràn thánh thơi. Chừng bây giờ chưa sức. Đó là như vậy đó. Như vậy đó, tôi xin nhắc lại cái đoạn này. Đến thân dậu thánh thần nó động thảm cho trần nhà trống ruộng quan, tiếng than lị ngọc nhỏ tràn, nặng tay dùng dập sớm làng còn chi. Tới đây thầy than đã hết rồi, sơ sát hết rồi, thầy mới khuyên mình tu hành. Hậu cái mấp 45 đó nó còn đi dài tới đến sau này thầy mới khuyên tu, chứ tới đây mà cái này chấm dứt thì thầy không có khuyên nữa. Cho nên cái mốc này hậu đệ nhị thế chiến năm 45 mới khuyên sanh chúng ráng ghi mối đạo, lòng hằng lo ngay thảo ngay con. Tương dưa giữ phận cho tròn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân. Sẽ phân này đó, chữ sẽ phân là sửa sạn phân chứ chưa có phân. Sẽ phân là sửa sạn phân. Liền sau đó thầy nói trong một giáp ăn người suy tính, phải 4 năm 45, lợi 205 này phải đúng một giáp của thánh nhân 21 năm không đó, đến 205 đó. 44, 45 là cũng ất dậu trở lại, ất dậu là 205 một dấu của thánh nhân là 61 năm trở lại, đáo niên trở lại. Như vậy đó, muốn làm hiền ráng nhịn đừng than. Đến nay là buổi khoa tàn, là đến kỳ thi rồi. Chừng nào minh quân sức thế mới khắp tràn thánh thơi. Chữ minh quân là ông vua sáng, sức tại thế gian mới khắp tràn thánh thơi. Còn bây giờ đó chưa sức. Bây giờ tôi nói cái mốc thứ nhì, một giáp của thánh nhân 61 năm rồi, tới một con giáp 12 năm, con giáp nhỏ. Thầy nói mở đầu đề cũng đến thân dậu cơ trời thấy lộ. Hồi nãy đầu tiên đó, đến thân dậu thánh thần nó động, còn bây giờ đến thân dậu cơ trời thấy lộ. Vậy đến thân đây là 16, dậu là 17. Từ 16 với 17 này đó, năm thân là năm 16, năm dậu 17 là cơ trời thấy lộ. Nhưng mà chừng nào á, ông nói dài dài tới chừng nào hết đao binh mới quy cổ diệt kim. Chừng nào hết đao binh, hết khói lửa, hết chiến tranh mới quy là về đời thượng cổ, mới diệt là tiêu đời kim này, mới gia vô bế hộ im liềm là pháp môn bế mạc, lập thành mối đạo rõ điểm xưa kia. Thầy mới lập xong cái mối đạo là đã thành mối đạo rồi, rõ điểm xưa kia. Thời dân chúng danh bi hộ thế, Phật thánh tiên kiềm chế lập thành, diệt tà lập chánh rành rành, ba màu nắm chặt năm thành sứ thân. Đây thầy nói giờ cuối nè, cuối thân dậu y như thượng cổ. Cuối thân dậu là êm đềm trở lại, y như thượng cổ là êm đềm trở lại thôi, chứ chưa qua đời thượng cổ mới y như. Đó. Như vậy cuối thân này đó, 28 dậu 29 là đúng một con giáp nhỏ mới y như thượng cổ là êm đềm trở lại. Thời nhân sanh hết khổ đến mai, tới đây nhân là người, sanh là sanh chúng, mà tới đây là hết khổ rồi, đến mai rồi. Bây giờ ông nói đế vương xuất thế là ngài, đế vương là ông vua. Mà sức tại thế gian này là ngài dậu,
mấy phẩy chở chữ Dậu mấy sân. Ngày Dậu mà sáng sân là tháng 7. Dậu thân bình trị trong ngoài Âu Ca. Đó là qua những cái năm lần thân Dậu, mà cái lần cuối cùng thầy đã nói luôn là ngày luôn. Đó tôi thân cái nghĩ tôi năm lần thân Dậu là vậy. Đó là lời của Đức Thầy trong bài Thiên Lý Ca. Thì bây giờ đó, thầy nói đó, cái bài hồi nãy đó, ở thế giới này đó là chiến tranh nổ khắp bùng, mùng một năm nay đỏ thiệt thình, là thầy nói hồi nãy là muốn nói cái năm thình, tôi xin nhắc lại đó. Như vậy đó, ông ba, ông sư giải bán khoai ông nói đó, trong 11 hồi đó. Như vậy đó, bây giờ như thể chim bao, đó là ông ba nói tam sinh thấy biển dầm nao lộng trình. Còn ông sư giải bán khoai đó, bây giờ còn giấu chi đâu, tất nhiên ông không còn giấu nữa, từ xưa nay còn ẩn ý, còn ấy, còn bây giờ là nó đời nó sắp cùng tột rồi, nói rõ, nói ra hết để cho mình biết là mình lo tu hành, con đường nó sắp cùi cùng. Cho nên ông nói bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ. Cho nên ông không còn lâu nữa, năm dần nhiều nỗi bơ vơ. Hồi nãy ông nói năm dần đó là cái năm 2021 đó. Năm dần này nhiều nỗi, nhiều nỗi bơ vơ, nhiều nỗi lắm. Nhưng mà ý ông nói á, quý vị biết coi cái năm dần, cái năm 22 này đó là phải nhiều nỗi không? Nghĩa là tất cả thế giới này nó xáo trộn hết, nhiều nỗi lắm, bơ vơ. Nhưng mà ông nói bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng, bước qua năm mẹo này như cuồng tơ mà rối gỡ không có được đâu. Nghe không? Lần lần đi tới. Nhưng mà ý ông nói năm mèo tháng mẹo chưa buồn. Năm mèo là cái tháng mẹo là tháng 2, chưa có buồn. Nhưng mà ý ông muốn ám chỉ năm mèo tháng hợi mới lị tuôn dầm về. Tháng hợi là tháng 10, mà lị tuôn đây là khóc rồng á. Tới tháng 10 khóc rồng. Nhưng mà ông nói khóc rồng vậy mà chưa mấy uê. Trung ương rồng lộn mấy ê hề thay phơi. Trung ương là ở giữa, rồng lộn là muốn nói bước qua năm thìn á, là ê hề thay phơi rồi. Ông mới đảo trở lại, ông nói từ cái mèo này nè, năm 23 mèo kêu riết tới sầu bi, tới gà về ổ mới Dậu thời bình an. Thì gà đây Dậu đây cũng là năm 29, năm Kỷ Dậu và tháng Quý Dậu. Mà ông sư giải bán khoai ông cũng đóng can chi hai chỗ là Quý Dậu có Phật ta bà, vạn dân thiên hạ nhà nhà ấm no, hay là Quý Dậu chư Phật ta bà, thái bình bá tánh nhà nhà ấm no. Thì ở đây đúng can chi là cái Quý Dậu. Tôi cũng xin nhắc lại cái lời của ông Trạng, ông nói về Thiên Can đó. Ông nói bên Thiên Can không, nãy giờ tất cả kinh sấm bên thầy, bên tất cả ông ba đồ nói bên chi. Bây giờ ông Trạng ông nói bên Can, bên Thiên Can. Ông nói canh tân sực nứt mùa hèm. Ở đây canh là canh tí năm 2020 đó, năm canh tí đó, sực nứt mùa hèm. Quý vị coi phải từ cái năm 2000 này phải rạn nứt ở ngoài Biển Đông, dòm ra ngoài Biển Đông là rạn nứt hết rồi. Không có sót một cái tàu bè nào mà của các nước nó qua nó để tranh giành quyền lợi ở ngoài Biển Đông hết. À, nhất là tàu, rồi tất cả ở thế giới, tất cả các nước này đều vô ở Biển Đông hết. Vậy là sực nứt mùa hèm rồi đó. Nhưng mà ông nói nhâm quý đang lãng ngoài đem binh rào. Ở đây nhâm á, như vậy là nhâm dần là năm 22 này, là quý mẹo là năm 23. Nhâm quý đang lãng ngoài đem binh vào, ông nói là ngoài, ở ngoài nước ngoài nó đem binh vô đó. Nhưng mà ông chỉ cũng nghi qua bên cái năm thìn à. Giáp thời thấy đỏ binh đao, như vậy là giáp thìn là khởi chiến tranh, cũng nói qua đó hả. Ất niên chiến quả mà xâm vào tràn lan. Ất niên ở đây là Ất năm, năm 2025 là năm Ất Tỵ. Ất niên chiến quả mà xâm vào tràn lan. Ông nói thiên tai chiến sự đo đan. Thì tất cả kinh sấm quý vị coi đều nói vô đồng một ý. Tuy rằng cái lời văn, lời pháp nó khác, nhưng mà gom lại thì cuối cùng một ý, cũng từ cái dòng mà từ năm thìn này tới cái năm là 29 là năm Dậu là bình yên trở lại bình phục. Theo cái nhận định và cái thấy, cái hiểu biết tôi tìm tòi tất
tất cả kinh sấm là đi nói như vậy. Nhưng mà tới cuối cùng á, mới hoàn toàn á, bước qua năm 33 đó, mới hoàn toàn qua đời Thượng Quan Thánh Đức. Tới cái năm Dậu là dừng rồi, nhưng mà ở đây đó, năm Dậu là bình trị im lỡ rồi, nhưng mà Đức Thầy mới chuyển lập hội Long Hoa để chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, là cả vũ trụ cả không này, chứ không phải riêng đất nước Việt Nam này không. Đó là Đức Thầy nói trong cái bài sứ mạng. Thì ở đây đó, ông ba ông nói thêm, năm Cợp là cái năm 23 đó, ông nói Cợp rài làm chúa Lâm Tiền, làm chúa là làm vua một cõi, quân thần cộng lạc mà miên miên cũ trùng. Chữ quân là vua, chữ thần là tôi, chữ cộng là chung, chữ lạc là vui. Mà miên miên cũ trùng tới đây là vĩnh viễn trường tồn, sống qua đời Thượng Quan Thánh Đức. Đó là hoàn toàn bình phục trở lại là năm 33. Tôi nhận xét, tôi thấy như vậy. Cho nên tới cái năm 30 và 31 đó, thì thầy cũng nói tức thời nhị niên giai tiền định. Năm tức năm 30, năm hợi năm 31, nhị là hai niên là năm này, hai năm này là tiền đã định trước rồi. Nhưng mà tới đây đó quần lai trở lại là đời thượng cổ mới bình yên. Đặng khác, thầy nói chừng nào mới đặng thánh thơi. Thầy hỏi, qua năm tức hợi thật trời định phân. Cũng qua năm tức năm hợi là năm 32, 33 thật trời mới định phân. Chim ô đà giữa cầu ngân. Con chim ô thước bắt cái cầu sông ngân để tái thế lập đầu đế dương. Người xưa trở gót là Đức Phật trở lợi cho gần người nay. Người nay thì dạng thảo ngay thì là thấy tạng mặt mày người xưa. Thì cũng tới cuối cùng, tới 32 và 33 là chấm dứt là năm Cợp. Như vậy đó, thì ở đây á, tôi cũng xin nói thêm cái qua giai đoạn này, tôi cũng xin nhắc lại. Ở đây bên Tứ Thánh cũng nói đó, khó nổi biết tới năm Thìn. Ở đây mình khó có ai biết tới năm Thìn sẽ xảy ra như thế nào. Nãy giờ nói năm Thìn cũng rất nhiều, nhưng mà tất cả kinh sấm đều cũng ghim vô Tứ Thánh đồ kiếm nói, Đức Thầy cũng nói tất cả hết trơn. Mô cao như gã cống quỳnh ngày xưa, trời chuyển thì ắt phải mưa, lượt dày bắt chí mà lượt xưa chảy đầu. Lượt dày bắt chí đây đó là ám chỉ cho thầy gạn lọc lợi chọn những người chân tu lấy lại, còn lượt xưa chảy đầu là bỏ qua. Đó. Như vậy đó, sấm truyền của Phật Thầy nói bước qua thân nọ coi chừng ngạc ngư, bước qua thân nọ rồi tới Dậu, để qua năm Dậu trị đời, thời trời đã định nay rài thiên cơ. Đó đó, bây giờ sấm truyền của Phật Thầy nói đó, tháng 4 năm Ngọ mà coi, tháng 4 á, ý ông nói tháng 4 năm Ngọ là năm 26 đó quý vị, năm Ất Tỵ là 25, mà năm Ngọ là năm 26. Tháng 4 năm Ngọ mà coi, mùng 5 mùng 6 hào quang chiếu rài, trên non chiếu xuống đông rầy, hào quang của Phật chiếu rài xa mau. Đó là ông cũng quyết định sấm truyền Phật Thầy nói tháng 4 năm Ngọ đó là hào quang ở trên non này chiếu xuống. Như vậy đó, sấm truyền của Phật Thầy nói đó nghe. Cái đoạn này đó, tôi nghĩ đây đó là thằng Miên nó xuống nghe. Thằng Miên này nó xuống đó. Ông nói quý mùi bá tánh gian nan, dương gian phải chịu vô hồi đắng cay. Ông này ông nói đầu cái quyển 3 của sau cuốn sấm truyền. Quý mùi bá tánh gian nan, dương gian phải chịu vô hồi đắng cay. Tháng 3 chết sống chẳng hay, tháng 10 nhâm ngủ mệt cười khóc phun. Chạy đâu cho khỏi ước mùng, lên đên bá tánh khôn cùng thở than, thương người tím ruột bầm gan, thay nằm như củi mà làng khang chặt chồng. Tháng 3 bá tánh khóc ròng, bị tần nó giết máu hồng tuôn rơi. Ông nói tần là Miên đó. Tháng 3 bá tánh khóc ròng, bị tần nó giết máu hồng tuôn rơi. Tháng 5, tháng 6 rụng rời, tháng 7, tháng 8 mới sửa đời bá gia. Lớp binh khí, lớp binh ma. Lớp binh khí là vũ khí súng ống, lớp binh ma là binh dương nó sẽ lên. Nó đụng vô chuyện này, nó đủ thứ hết trơn. Lớp nào ban trái, lớp nào bên dương, mùa màng thất bát thảm thương, ngó lên bảy núi tư rương trong lòng. Có khi lửa cháy phập phồng, cháy lên núi cấm, cháy dòng đội ôm. Tháng 10 giặc đánh có chồm, chúng sanh phải ráng lo phương tu hành. Năm dê tan rã đã đành. Ý ông nói trời là năm dê, năm 27 đó nghe.
Năm dê tan rã đã đành, tan điền thương hải khó đành lòng dân. Nói xa rồi lại nói gần, hết lời kêu réo cho Trần giết theo. Làm cho cháu chết cũng nghèo, ráng theo một đạo hiểm nghèo cũng vui. Mấy người chẳng có tin tôi, sau đây mới biết việc đời ô hô, bao giờ còn mạnh như hổ. Lớn con mạnh quá ai xô núng nào, con sủ nó lớn biết bao, có khi nó ngã một giây tiêu tàn. Con dê khổ thấy rõ ràng. Ý muốn nói con dê là cái năm dê năm 27 đó. Năm dê với năm thân ông dần dữ lắm. Bần tăng sĩ khó phân tàn thế gian, không văn học võ cho toàn, đặng sao tế thế giúp làng độ dân. Nếu không nghe thửa lời thầy, ngày sau rụng cánh rơi đầu đứt chân. Năm dê giặc đánh tưng bừng, cọp rồng nghe cùng dưỡng hú khỉ la. Hồng hoàng cao cát bay ra, mãng xà chim nhạn bay ra khỏi trời. Gớm ghê dòm thấy hổ ô thay, nằm máu chảy mà chàng đồng ghê thai. Cuối thân nhiều việc rất gai. Nãy giờ ông nói cái năm dê năm 27 rồi, bây giờ ông nói thân á. Cuối thân nhiều việc rất gai, mấy hội về bảy núi cá bay mệt trời. Hết trong hết tưởng việc đời, vua ra cai chỉ bà dân thời tiêu diêu. Chết thôi chết rất là nhiều, hội nhau lục tỉnh cũng tiêu một giờ. Gom nhau như cá chạy cờ, dường như chẳng khác con cờ không cha. Mấy từ rầm cho tới tháng 3, người không có ngớt khóc la trong nhà. Hết thân rồi đến niên gà, hết trong thờ phượng ông bà bắt công. Đó là qua những cái câu cuốn sấm triền cũng nói như vậy. À, qua những cái lời đó như vậy đó, tôi cũng xin nhắc lại qua cái bài Tam Hoàng Thơ mà trước khi thầy vắng mặt thầy mới kêu ông Hai Dùng ra viết tại Sài Gòn, thầy mới để lại ông Hai Dùng viết năm nay nhừng 2 tháng nay, mà trước cái năm thầy vắng mặt năm 47 nhừng 2 tháng 2 đó, thầy kêu ông Hai Dùng ra viết tại Sài Gòn lại đó, cái bài Tam Hoàng Thơ này đó. Cái bài này cũng tri về cái vận mạng của đất nước và thiên cơ, cũng nói sâu sắc trong này lắm. Nhưng mà tôi cũng xin nhắc lại như vậy, cái bài Tam Hoàng Thơ nói ai ơi chớ nói tôi khùng, mà khùng ở đây là Phật thầy Tây An. Ai ơi chớ nói tôi khùng, 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, phải ngay cái đêm giao thừa không quý gì quý vị. 30 tháng chạp là ngay giữa giao thừa. Bước qua tháng giêng mắm muối mặn khô, tháng tư chú Sáu dẫn cô về chùa. Tháng tư chú Sáu đây là muốn nói Nhật. Nhật dẫn cô về chùa là chùa ở đây đó, không phải là chùa bình thường đây, mà chùa là cái ngôi hoàng đế của vua chúa, chùa Đế Dương. Tháng tư chú Sáu dẫn cô về chùa. Chú Năm bỡ đỡ nịnh lùa. Chú Năm là muốn nói thằng Tàu cỡ này nó suy yếu rồi. Nó bỡ đỡ, nó vuốt đuôi theo ở sau, nó nịnh đùa. Nhà tôi hết gạo mà sắt vua đi xin. Nhà tôi hết gạo á là đất nước Việt Nam này là một nhà, mà hết gạo đây là đói. Cỡ này đói rồi. Nhà tôi hết gạo, sách vừa đi xin. Nói thêm á, má ơi con má chết sình, nó không ăn muối thú hình má ơi. Nó không ăn muối là ám chỉ cho người không có tu phải bị chết sình như vậy. Nó không ăn muối là chỉ cho người không có tu. Cá không ăn muối cá ương, không nghe lời dạy mà lâm đường trong gai. Chỗ này nói má ơi con má chết sình, nó không ăn muối thú hình má ơi. Mấy tới thiên biến dạng quá đó. Rồi đây chỉ chính có tôi, quá lòng quá cánh kéo lôi sớm làng. Anh Mười hung dữ nghênh ngang, để tôi quá lửa nước trà anh coi. Chị coi tôi bắt con voi, bắt con chuột lắc nó mới vách nhà. Chị nào mặc áo lan xa là chị Ngũ Long công chúa Tương Phùng là chị Tây. Chỗ này cũng nói luôn vô chỗ này. Cho tôi một vạt đậy mà con beo, an lạc dân lại mang nghèo. Mèo không bắt chuột mà chuột trèo lên ăn. Con rắn mà nói con trăng, chị dâu có chữa đẻ bằng chứng không. Ở đây muốn nói á, thường thường cái người đời nói mày nói xảo nguyệt không sợ đẻ ra trứng ha. Thường thường cái câu người đời nói vậy đó. Nhưng mà ông nói chị dâu có chữa đẻ bằng chứng không. Tất nhiên là muốn nói người xảo, nói xảo nó nguyệt. Tôi khùng nói chuyện mênh mông, xin làng xin sớm chớ hờn giận tôi. Tôi điên thân dại mồ côi, không cha không mẹ mồ côi một mình. Hát chơi ở chốn ba đình, ai kêu ai réo mặt tình ai ai. Xưa nay mày cuốc trồng phai, bây giờ mày bỏ tao cày ruộng tao. Tất nhiên xưa nay cát nước nó vô nó đô hộ mình, cũng như thằng Trung Quốc mỗi lần đó, nó vô đô hộ Việt Nam mình đó, 1000 năm á. Xưa nay mày cuốc trồng phai, bây giờ nó bỏ là nó về rồi. Tao cày ruộng tao là thật giữ đất nước Việt Nam này. Quân bay khua đũa đánh nhau, cơm tao tao giữ tao nào bỏ đâu. Nuôi tầm tao khỏi trồng dâu, qua sông tao khỏi bắt cầu nữa chi. Nước trong cá lội thấy gì, nước trong là cái thời bình này đó. Hen, nó lên dội ở ngoài biển Đông đó, ngó thấy không? Ngó thấy gì hết không? Nước trong cá lội thấy gì? Nhà tao sẵn của tao thì ấm no.
Đức Phật nói nhà đất nước Việt Nam một nhà mà sẵn của ta thì ấm no. Ai khôn tao dạy đưa đò, mà ông lão đò phải Phật thầy Tây An không? Ai khôn tao dạy đưa đò, chèo qua khúc vịnh tao hò hát chơi. Hò Nam hò Bắc trời ơi, thầy kêu nghe Phật á. Hò Nam rồi hò Bắc trời ơi, chợ không người nhóm mà ruộng thời vô canh. Giờ này á điêu tàn sơ sát rồi, chợ không còn người nhóm nữa mà ruộng thời vô canh. Ai khôn ai dạy còn anh, cha thì nó lú chú thời nó khôn. Mặt ai xây lũy đắp đồn, đố cha nào dám giật cồn Hà Tiên. Đức Phật nói đó, đố cha nào dám giật cồn Hà Tiên. Mà chữ Hà đây là sông, chữ Tiên là trước. Ở vùng sông trước là vùng sông Tiền, vùng đất thánh địa Hòa Hảo đó là vùng sông Tiền đó. Hà Tiên là sông Tiền. Đố cha nào dám giật cồn Hà Tiên. Nó giỏi sao không giật Cao Miên, sao không lên đó Cao Miên mà giật. Cậu Năm ở trển mà chú lên hồi nào? Cậu Năm là năm nước ở trển mà lên hồi nào mà có năm nước đây? Thấy không? À, giỏi sao không giật Cao Miên, cậu Năm ở trển chú lên hồi nào? À, giỏi sao không giật Cao Miên, cậu Năm ở trển chú lên hồi nào? À, cái đoạn này thì không tôi nói rồi, nhắc tới nhắc lui nào cũng quên cái đoạn này đi nha. À, thì ở đây đó tôi muốn nhắc qua cái đoạn khác. À, sao mày không xuống chợ Kinh? Ở đây năm nước á, nói sao mày mà xong xuống chợ Kinh là chợ Kinh Sáng Tân Châu bên á. Mới đụng cái sông cái rồi, không qua được, không qua Hòa Hảo rồi, không qua vùng thánh địa được. Cho nên nó đi, sao mày không xuống chợ Kinh đi qua Châu Đốc, nó tẹt qua cầu Cột Tiên, cái đường nó đi qua Châu Đốc. Xuống tới Trà Vinh là hết cái đường Cô Miên, cuối cùng cái đường Cô Miên. Nó sao mày không xuống chợ Kinh đi qua Châu Đốc, Trà Vinh trở về, chú này mày thiệt nhà nghề, trong đó năm nước có vàng chú trệt này. Chú này mày thiệt nhà nghề, cưu son lạc thấn mày mê chú thầy, mày ham mua chức quyền cao. Chức mày để nướng ăn rau với hành, chú nó khôn dạy thiệt lanh, cù lao ông trưởng như manh đệm bờm. Thầy mới diễn cái cù lao ông trưởng là ở dưới lòng ông trưởng đó, như manh đệm bờm. Bị bên Mỹ Hội chạy qua, bên mộ ông ba đó là nằm ngang, đi giót xuống dưới sân đốt. Cho nên cù lao ông trưởng như manh đệm bờm, cô sang dài giớ hộ cơm, chú giàu sang quá mà lòng hờm vượt châu. Sang giàu như cá mắc câu, như chim mắc bẫy, như câu trong chuồng. Lỡ vui, lỡ khóc, lỡ buồn, lỡ làng, lỡ phú, lỡ tuồng. Gió mây Nam mô mấy chú, mấy thầy, mô hoài, mô sớm, mô làng cũng không. Mô cho thầy ký, thầy thông, mô sao cho khỏi cái còng diêm vương. Mô sao những kẻ đi đường, nhà không người ở, ruộng rường bỏ hoang. Sài Gòn con cuốc quá sang, le le tráng ổ bạc vàng hết trơn. Nói ra thầy chú chớ buồn, tôi đây điên dại có khi liên khùng. Bán mền, bán chiếu, bán mùng, mua cho đòn quánh, cặp thùng không quay. Đời này con gái quá trai, con trai quá gái, thiệt là phép tiên. Chị sao đáng mặt thiền quyên, chú dùng quý tử, con thiền của cha. Hỏi mày ai đẻ mày ra, ông mày còn sống mày la chết rồi. Chú sao nói chuyện ngoài môi, không son không phấn mà chơi tôi không nhìn. Rủ nhau cất một cái đình, rước cha về ở mấy tụi mình ăn chung. Tôi mới nhắc lại, mới nói tới ai ơi chứ nói tôi khùng 30 sáng chạp vỗ mùng mua vô. Cũng nói đỡ ngay cái giữa giao thừa là phải xảy ra đầu tiên hết, là giữa giao thừa. Thì trong cái bài Tam Hoàng Thơ nó cũng nói vậy. Thì tất cả kinh sám trong hệ Bổ Sơn Kỳ Hương này đó, tất cả kinh sám nói vòng vòng, tôi thấy đó, theo cái nhận định của tôi. Cho nên đó, anh em đó, rồi đó tôi cũng xin nói lên đó, nghe, cái hiểu biết như vậy mà tôi cũng không có hoàn toàn là nói phải là chính xác đâu. Bị lời của Phật nói nó rất là quyền diệu sâu kín lắm. Nhưng mà tôi chỉ lấy theo cái hiểu biết của mình để nói lên. Còn tất cả anh em nhiều khi nói tháng 7, tháng 8 này rồi tháng 10, tháng này rồi này kia cái nọ. Cái điều này tôi nói thật vừa qua cũng nhiều anh em nói mà thôi bây giờ tôi cũng xin nói cái nhận định và cái thấy của tôi nãy giờ như vậy. Tôi hỏi anh em bây giờ như vậy đó, tôi xin nhắc lại đó, cái bài á của ông Sư Giải nói đó, như vậy đó, làm sao cái năm này nó có cái gì mà để xảy ra được? Chưa. Cho nên anh em nói năm này đồ này kia, tháng này đồ này kia nọ, nhưng mà tôi thấy chưa. Là gì ở đây đó, ông nói đó, bây giờ còn giấu chi đâu. Ông không có giấu, từ đây sắp đến không lâu mà chờ. Năm dần nhiều nỗi bơ vơ,
vậy là năm Dần này nhiều nỗi bây giờ là thấy rồi. Rồi bước qua năm Mẹo như trơ rối cuồng, năm Mẹo như cuồng trơ mà rối vậy. Rồi năm Mẹo, tháng Mẹo chưa buồn gì, tháng Mẹo là tháng 2 này chưa có buồn, là chưa có gì xảy ra hết. Mà bây giờ nói cái năm này nó đã tùm lum hết lên, nó tới rồi, tới cái gì đâu. Năm Mẹo, tháng Mẹo chưa buồn. Năm Mẹo, tháng Hợi mới lị tuôn dần về, tháng Hợi là tháng 10 đó. Không biết cái gì nhưng mà ông nói cái đây là lị tuôn là khóc rồng rồi đó. Mà khóc rồng vậy mà chưa mấy u ê, trung ương rồng lộn mê hề thay phơi, trung ương là ở giữa rồng lộn mà bước qua năm Thìn. U ám chỉ ngay năm Thìn, nãy giờ tất cả kinh sấm đều tới nói là năm Thìn hết. Đức Thầy cũng nói năm Thìn, rồi ông mà tất cả kinh sấm đều nói hết. Vô đây trong cái dòng này. Như vậy đó, Thầy cũng nói nè, tôi nhắc lại nhiều chỗ đó. Ông ba cũng nói và Đức Thầy cũng nói nè, ông nói nương theo rồng rắn lần lần, mà rồng là Thìn, rắn là Tỵ. Cợp châu linh tánh quá thần thăng thiên, mắt xem điểm ứng thánh tiên, đâu đâu đều thấy chiêu yên quỳnh cờ. Chiêu yên là chiêu an, quỳnh cờ là cái cờ vàng. Tất nhiên á, như vậy quỳnh là vàng mà cờ là cái cờ vàng. Vậy Đức Thầy nói á, long vĩ xà đầu khổ chiến tranh. Long là rồng, lĩ là vĩ là đuôi, xà là rắn, đầu là đầu con rắn, cái đuôi con rồng là đầu rắn. Cũng muốn nói đuôi cái năm Thìn và đầu cái năm Tỵ. Long vĩ xà đầu khổ chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đau binh. Mã đề dương cước anh hùng tận, mã là ngựa, đề là đầu, đầu của ngựa. Dương cước là bước qua cái đuôi con dê. Anh hùng tận, tất cả anh hùng phải tận trong cái con dê là 27. Và thân dậu, thân là 28, dậu 29, niên lai là trở lại, kiến thái bình. Chữ kiến là ngó thấy, mà thái bình là yên ổn trở lại. Đó là qua những câu tất cả kinh sấm rồi tôi cũng nhắc đi nhắc lại. Ông ba ông nói thêm đó. Ông nói, ông quyết định, ông nói bày trâu con trắng con đen. Nhiều người cười nói ít khen trâu cò. Bầy trâu chẳng lộn con bò, thật là khó chịu lần dò ăn duyên. Chánh xuân, cũng ngay cái Tết nữa phải không? Chánh xuân trời Phật thánh tiên, nước dân dãy bực bình yên con trời. Năm nay sắp tới mới hết đời, năm này mới có mở màn à, chưa hết, sắp tới mới hết đời. Giữ lành, lành giữ mặt lời chê khen. Đó là qua những câu á. Nhưng mà ông ba ông nói á, nói trâu trâu vậy anh em mới tri á, nó cũng lộn xộn với nhau, mình là mình không có hiểu được cái ý của Phật nói thế nào. Nhưng mà ở đây tôi tri là tri con trâu nhỏ trâu tháng, trâu lớn là trâu năm, mà trâu nhỏ trâu tháng. Bởi vì qua những cái câu như thế này nè, ông nói trâu tôi con cởi con dòng. Trâu tôi á là trâu của Phật, con cởi là con đi qua, con dòng là con lớn đi theo con cởi, con lớn mới cởi được. Nhưng mà ông nói lại thêm con nghé mới cực lòng người trăng, thì con nghé này con nghé mới phá phấy, nó xảy ra là ngay trâu nghé. Mà trâu nghé là con trâu tháng, con trâu tháng chạp. Bởi vì theo cái can chi đó của tháng đó, Duyên Dần, Hai Mẹo, Ba Thìn, Tứ Tỵ, Năm Ngọ, Sáu Mùi, Bảy Thân, Tám Dậu, Chín Tức, Mười Hợi, 11 tháng Tý, 12 là tháng Sửu, tháng trâu. Mà ông ba nó Phật độ cho mắt con trâu là tới Tết giữa giao thừa, tam sinh xuất hiện là ba tiếng đầu tiên nổi lên đó. Ý tôi muốn nói còn trâu nhỏ. Rồi đó, đảng khác ổng cũng nói thấy sao trâu nhỏ ngó trời, cũng trâu nhỏ nữa, trâu nhỏ ngó trời, trâu lớn của Phật cởi thời khỉ la. Trâu lớn cởi là đi qua, không về đại thánh ngày ra. Mà đại thánh ở đây không phải là trời thiên đại thánh, mà đại thánh là Phật Thích Ca. Không về đại thánh ngày ra, ngày ra bất tử thiệt ta không về. Không nếp có đậu có mè, ý nói không nếp có đậu có mè là không có việc này phải xảy ra việc nọ. Ý muốn nói nó đủ việc trăm vàng việc đó. Không nếp có đậu có mè, mượn sự mà diễn lý. Không vừa thì để sau hè mà coi, nếu xảy ra ngay cái Tết này không vừa thì để sau hè, mà qua sau mùa hè. Mùa hè thì tháng 3, tháng 4, mùa hè tháng 4, tháng 5, tháng 6. Mà qua mùa hè thì mùa thu, muốn nói tháng 7, tháng 8, tháng 9. Không nếp có đậu có mè, không vừa thì để sau hè mà coi. Thì ở đây đó, như vậy đó, thì tất cả kinh sấm rồi tôi thấy đó, cũng ghim vô ngay cái dòng này không à. Quý vị nãy giờ tôi sự hiểu biết và tôi để nói lên đó, thôi bây giờ tôi cũng xin nhắc lại nha.
cái lời của ông Tiều Lão này đó, ông cũng tiên tri, nó cũng trùng hợp vô tất cả trong hệ Bửu Sơn Kỳ Hương. Mà tôi nghĩ rằng ông Tiều Lão này là hậu kiếp của Phật Thầy Tây An. Cho nên ở trong cuốn Sư Giải Bán Khoai 11 hồi đó, ông có nhắc ông Tiều Lão này trước đây là cái cuốn Sư Giải Bán Khoai này ra đời trước đây là gần trên dưới cả trăm năm rồi. Đó, cuốn Sư Giải Bán Khoai, mà ông Sư Giải Bán Khoai này là Đức Vua Minh Vương. Mà ông nhắc ông Tiều Lão này, thì ông Tiều Lão này tôi đọc nguyên văn ở trong cái quyển 6 á, cái trang mà 63, cái trang 63 mà cái câu 56 á, yeah, thì ông nhắc lại có ông Tiều Lão ngăn ngừa đế vương, có Tiều thì chỉ ngõ đường, không Tiều thì mắt tay ưu ngoài hoài. Tất nhiên ông Đức Vua Minh Vương này, ông nhắc á, có ông Tiều Lão này mới ngăn ngừa đế vương được. Thì ông Tiều Lão này phải lớn hơn Đức Vua Minh Vương mới ngăn ngừa đế vương được. Có Tiều thì chỉ ngõ đường, có ông Tiều này ông chỉ ngõ đường cho Đức Vua Minh Vương, không Tiều thì mắt tay ưa ngoài hoài. Đó là cái câu của ở trong 11 hồi có nhắc ông Tiều Lão đây, trước đây như vậy. Thì bây giờ ở đây đó, tôi nghĩ ông Tiều Lão này là hậu kiếp của Phật Thầy Tây An trở lại. Cho nên ông Tiều Lão này, ông Tiên Tri đó, cũng đồng chung về quyền bí đó, nó sâu kín, nghĩa là rất tuyệt vời. Và ở trong hệ Bổ Sơn Kỳ Hương này, tôi xin nhắc lại, đọc lên nguyên văn á: ngồi buồn xem cấp thế gian, thấy trong thiên hạ nhộn nhàng lắm thay. Năm ngọ chưa mấy tai nạn, năm mùi khổ não lắm thời dân ơi. Tháng ba bệnh khổ đứng ngồi, tháng tư phải động một hồi chúng sanh. Mau mau cố chí làm lành, gắn công tuy niệm mà không thành cũng ưng. Mau mau cố chí làm lành, gắn công tu niệm mà không thành cũng ngưng. Tháng năm bệnh khổ tưng bừng, bước qua tháng sáu lấy lừng âm binh. Tháng bảy đá nổ ầm ầm, bước qua tháng tám mà thấy nằm làng khang. Tháng chín dân chúng nào an, phong thần giáng xuống mà không toàn đứng đi. Tháng mười nhiều sự dị kỳ, hổ lang ác thú vậy thì nhảy ra. Chạnh lòng Tiều Lão suy ra, nhân dân cùng trẻ đến già không yên. Đây là ông nói trở lại, cũng ông Tiều Lão ông nói nè, năm thân trời hạn khô khan. Ông nói cũng ngay, chỉ ngay cái năm thân luôn, mà năm thân đây là 28, mà ông nói năm thân trời hạn khô khan. Tháng năm có chúa Minh Hoàng bước ra, ông nói tháng năm có chúa là có vua Minh Vương là bước ra rồi, trong cái năm thân đó. Đó là ông Tiều Lão ông nói đó. Mà ở đây đó, bên ông ba ông nói hạn tam niên lập trận Phi Liêm, cái thời hạn tam niên là 3 năm cuối cùng nó lập trận Phi Liêm. Tiêu Nhơn tiêu vật mới thanh nghiêm lập đời. Hoặc giả là ông nói thương 3 năm không trợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô, thấy chết không lấp mà để phơi khô, không nước muỗng Nam Mô đạo nào. Đó là ông ba ông nói. Còn bên đây đó, năm thân trời hạn khô khan, tháng năm có chúa Minh Hoàng bước ra. Âm binh 3 tiếng vậy mà, thai hồn đổ xác vậy mà không sai. Thiên cơ lão đã tỏ bài, mặt tình trần thế xem thời nghỉ nghe. Chị em tu khá kiên dè, trồng khoai trồng bắp mùa hè đỡ thân. Lúa kia hao hết 3 phần, làm sao ăn đủ lần lần khổ thai. Đói lòng ăn bắp với khoai, chờ cho tới hội chiều mai coi đời. Ở trên mây bạc giữa trời, tiêu thiều nhạc trỗi mới lập đời thượng quân. Đây nè, ông nói quyết định ngay cái đây này, năm dậu Phật giáng Thất Sơn. Ông quyết ngay cái năm dậu luôn. Năm dậu Phật giáng Thất Sơn, tại non ông cấm giả trơn thị tường. Bá gia chớ khá lo đường, tu tâm dưỡng tánh lo lường nghĩa nhân. Hào quang Phật chiếu tứ phương, sư thầy có lẽ tỏ tường chẳng sai. Tiều dưng lời Phật giải dài, biên ra một bổn dâm bài ca ngâm. Đời này giả điếc giả câm, biết ăn biết nói sâu tâm phần phần. Thân tôi Tiều Lão ở rừng, đốn củi đổi gạo cầm chừng cũng no. Công danh phú quý thì lo, không lo niệm Phật mà nằm co kêu trời. Bấy lâu Phật dạy quên lời, ngày nay ác thú ra đời nó ăn. Nhìn đời lửa cháy tứ văn, trên non chuyển động mà binh chằng kéo ra. Lao sao kẻ khóc người la, chừng đó biết lời Phật dạy mà không sai. Lời khuyên anh chị ai ai, khá tu niệm Phật chiều mai coi đời. Tiều dưng lĩnh Phật mà nói đời thế gian, cùng nhau ta sẽ ra đàn chầu vua. Nước Nam như thể cái chùa, ngày sau các nước bốn mùa vô ra. Núi Đài núi Cấm Thích Ca,
cửa nhì núi Xích, thiệt là không sai. Cửa ba ông Tô đặt dài, cửa tư ông Cấm lầu đài tốt sinh. Thập bát mười quốc chiến trinh, làm sao qua khỏi thì mình thảnh thơi. Cửa tư ông Cấm lầu đài tốt sinh, thập bát mười quốc chiến trinh, làm sao qua khỏi thì mình thảnh thơi. Thiên cơ chưa dám giáo lời, cúi đầu niệm Phật niệm thời Thích Ca. Quan Âm Nam Hải Phật Bà, Phật Thầy chứng chiếu ta mà Trung Hoa. Cũng đừng ỷ giỏi tài ba, nhảy qua thì ắt xa mình đầu rơi. Tiều điên tiều nói ít lời, mặt tình anh chị xem thời để coi. Đó là qua những lời ông Tiều Lão ở tiên tri cái sắp tới. Bây giờ tôi cũng xin đọc luôn nguyên văn. Ở trong khi mà sửa xảy ra các tỉnh ở miền Tây và ở nghĩa là miền ngoài luôn, nói tắt cả tỉnh. Ông nói Sài Gòn Quạnh Hiu, tất nhiên là Sài Gòn Quạnh Hiu là sơ sát hết rồi. Bạc Liêu tiệt gốc, nữa không còn Bạc Liêu nữa. Bạc Liêu tiệt gốc, Châu Đốc dở dang, Tân An không chủ trợ thủ vắng người. Tháng 9 30 có thiền Bát Nhã đậu tại Long Châu. Bến Tre thảm sầu, Mỹ Tho Hữu Phước, Trà Vinh khóc mướt, lớn nhỏ xôn xao, ráng chạy cho mau vô chùa mà trốn. Cần Thơ hết vốn, hết gạo, hết tiền, tại tỉnh Long Xuyên ghe thiền không bến. Nhà giàu nhà có chẳng có cơm ăn, tại tỉnh Sóc Trăng sóng thần nổi dậy. Ruộng không người cấy, nhà cửa Quạnh Hiu, ruột thắt chín chiều con kêu cha mẹ. Nói qua dịch giá tỉnh ấy bắt bành, nhưng mà bình tĩnh mới khỏi đau binh, tôi muốn làm thinh không thèm nói nữa. Thủ Dầu bị lửa, bến cát tan quan, nước tràn lửa dậy. Mấy cô còn nhỏ, mấy cậu thanh niên, đừng nói tôi điên, đừng cười tôi dại. Bầy dê nó chạy khỉ nghỉ vô rừng, trước mặt đám rừng, sau lưng đám lát. Sau lưng đám lát, chợ quán hết đông, mặt ông xế chiều, Gò Công tiêu điều, thị thành sơ sát. Mấy cậu còn thơ, mấy cô thiếu nữ, đừng ham hung dữ, thú hùm chẳng kiêng. Ở tỉnh Hà Tiên, tỉnh ấy nước lục, trâu bò lúc nhúc. Trâu bò lúc nhúc, nước hẹ, nước tiều, Quảng Đông Phúc Kiến. La ó nhiều tiếng, lăng liếu khó nghe, chị nào có tu lúc này mới khỏe, chừng nào chó đẻ mới tới việc này. Mới chẳng có láo ai, có tu mới khỏi, đừng chừng đó tơi bời hết, kêu đất trời sao không xét hỏi. Qua nơi xe đét, tỉnh ấy hết sang, thành lũy sớm làng, nhân dân khốn khổ. Nam Giang bơm nổ, chùa chạy chẳng còn, còn chỉ khóe mòn, khóe lỗ khóe hang, tam gà đổ bộ. Chín chỗ quảng đường, chợ lớn bi thương, còn chừng phân nữa. Coi nghe rằng giữ, tu hành sống sót để mà coi. Đó là qua những cái lời ông Tiều Lão, tôi xin đọc nguyên văn. Đó là tới đây Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là ba lần, đó là lời ông Tiều Lão. Vậy trước khi dứt lời đó, tôi cũng thành tâm cầu nguyện với ơn trên mười phương chư Phật và quai linh của tổ thầy từ bi gia hộ cho tất cả chư quý vị đồng tu đồng tiến cho đến ngày thành công viên mãn, được diễn kiến Đức Phật trở gót trên ngày Long Hoa Hội có mặt. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ thành kính Đức Phật Đức Thầy.